Những ngôi sao neutron chứa vật chất cực kỳ đậm đặc. Chúng thường nặng gấp 1,7 lần khối lượng mặt trời chúng ta, nhưng lại chỉ có kích thước gần bằng một thành phố. Trong nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học cho biết bên trong các ngôi sao neutron có chứa quark, loại vật chất có thể trở thành dạng vật chất thứ 5 bên cạnh các trạng thái rắn, lỏng, khí và plasma. Các sao bình thường giữ được hình dạng cầu do lực hấp dẫn mạnh từ khối lượng khổng lồ cố hút chất khí của ngôi sao về một điểm trung tâm, nhưng lực hút này được cân bằng bởi năng lượng từ sự hợp hạch trong lõi của ngôi sao tác dụng một áp suất hướng ra. Vào cuối cuộc đời, các sao nặng chừng 4 đến 8 lần khối lượng mặt trời đã đốt hết nhiên liệu sẵn có và các phản ứng hợp hạch bên trong ngôi sao dừng lại. Các lớp ngoài của ngôi sao co nhanh vào trong, bật chúng lớp nhân dày và thổi tung ra dưới dạng một siêu tân tinh dữ dội. Thế nhưng cái lõi đậm đặc tiếp tục co lại, tạo ra áp suất cao đến mức proton và electron bị ép lại thành neutron, đồng thời các hạt khối lượng nhỏ gọi là neutrino thoát ra vũ trụ xa xôi. Kết quả cuối cùng là một ngôi sao có khối lượng gồm 90% neutron, chúng không thể nào nén chặt hơn nữa và do đó sao neutron không thể sụp đổ thêm. Siêu tân tinh gây ra sao neutron chuyển rất nhiều năng lượng sang vật thể co đặc này, làm cho nó quay tròn xung quanh trục của nó ở tốc độ từ 0,1 đến 60 vòng trên giây và có thể lên tới 600 vòng trên giây. Từ trường kinh khủng của những thực thể này tạo ra các cột bức xạ cường độ cao, chúng quét qua trái đất như thể các chùm sáng hải đăng, tạo ra cái gọi là pulsar. Các đặc tính của sao neutron rất xa lạ với thế giới này, chỉ một muỗng trà vật liệu sao neutron cũng cần nặng tới cả 1 tỷ tấn. Giả sử bằng cách nào đó, bạn đứng trên bề mặt của chúng mà chưa ngòm củ tỏi, thì bạn sẽ chịu lực hấp dẫn gấp đến 2 tỷ lần trọng lực mà bạn cảm nhận trên trái đất. Từ trường của một sao neutron thông thường có thể mạnh gấp hàng nghìn tỷ lần từ trường trái đất. Thế nhưng một số sao neutron còn có từ trường kinh khủng hơn nữa, gấp hơn 1.000 lần một ngôi sao neutron trung bình khác. Điều này tạo ra một thực thể gọi là magneta. Các ngôi sao đa số được hình thành từ những loại vật chất bình thường xung quanh ta. Chúng gồm nhiều nguyên tử, mỗi nguyên tử lại có cấu tạo gồm các proton mang điện tích dương và neutron trung hòa điện nằm ở hạt nhân, bao quanh bởi các electron tích điện âm. Khi các ngôi sao khổng lồ chết đi, chúng trải qua các quá trình sụp đổ và phát tán vật chất ra ngoài vũ trụ. Sau mỗi lần sụp đổ, lõi đậm đặc tiếp tục co lại, tạo ra áp suất cao đến mức các proton và electron bị ép lại thành neutron. Mỗi khi mất vật chất trong các lần sụp đổ, những ngôi sao lớn nhất tiếp tục nổ tung, trở thành hố đen. Những ngôi sao nhỏ hơn tạo thành sao neutron và sao lùn trắng. Các ngôi sao neutron chứa khối lượng riêng cực siêu đậm đặc. Việc xác nhận sự tồn tại của lõi quark bên trong các sao neutron là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của vật lý nghiên cứu sao neutron kể từ 40 năm trước. Những ngôi sao neutron chứa vật chất đậm đặc nặng gấp 1,7 lần khối lượng mặt trời chúng ta, nhưng chỉ có kích thước gần bằng một thành phố. Lần đầu tiên các nhà thiên văn học quan sát một ngôi sao neutron là vào năm 1967, nhưng trong 30 năm tiếp theo, họ vẫn chưa xác định được rõ ràng khối lượng của chúng. Trong thập kỷ qua, giới thiên văn nhìn thấy 3 ngôi sao neutron có khối lượng thậm chí gấp 2 lần khối lượng của mặt trời. Những ngôi sao neutron này có thể duy trì sự ổn định trong thời gian dài, nhưng nghiên cứu mới cho thấy, ngay cả các neutron trong lõi của những ngôi sao này cũng có thể tự tách ra dưới áp lực lớn. Về mặt lý thuyết, quá trình này có thể dẫn đến việc tạo ra các sao neutron có lõi quark. Mặc dù ý tưởng này đã xuất hiện từ nhiều thập kỷ trước, nhưng cho đến nay vẫn không có phương tiện chứng thực lý thuyết trên, vì ngay cả các siêu máy tính cũng không thể thực hiện được khối lượng tính toán cần thiết để kiểm tra mô hình như vậy. Tuy nhiên, một nhóm các nhà nghiên cứu tại Phần Lan tin rằng đã tìm ra phương tiện tìm kiếm vật chất quark bằng cách nghiên cứu sóng hấp dẫn là những gợn sóng trong không thời gian được tạo ra bởi sự va chạm của các sao neutron kết hợp dữ liệu đó với dự đoán lý thuyết về phản ứng hạt nhân. Nghiên cứu trên cho thấy vật chất trong lõi hầu hết ngôi sao neutron lớn hoạt động ổn định là nhờ lõi vật chất quark. Các tính toán cũng chỉ ra rằng trong những ngôi sao này, đường kính của lõi vật chất quark có thể vượt quá 1/2 kích thước sao neutron. Tuy nhiên, có thể có khả năng, dù rất ít, một số ngôi sao được cấu tạo hoàn toàn từ vật chất hạt nhân, vì việc duy trì vật chất hạt nhân đặc như vậy là rất khác thường. Chẳng hạn, vận tốc âm thanh trong môi trường ấy phải xấp xỉ bằng vận tốc ánh sáng. Từ năm 2017, khi các đài thiên văn LIGO và Virgo bắt đầu quan sát các sao neutron để hiểu về quá trình diễn ra bên dưới bề mặt của chúng, số lượng các vụ sáp nhập sao neutron quan sát được đã tăng lên đáng kể.
Dữ liệu mới nhất từ các thiết bị nghiên cứu sóng hấp dẫn cho thấy, các lõi vật chất quá kỳ lạ này tồn tại trong khắp các hệ sao, trên khắp vũ trụ. Mỗi khi các nhà thiên văn học phát minh ra phương thức mới để quan sát vũ trụ, dù thông qua kính viễn vọng vô tuyến, kính quang học hay các đài quan sát bằng ánh sáng cực tím, tia gamma, chúng ta lại biết thêm một chút về vũ trụ. Thiên văn học sóng hấp dẫn đo độ cong của không thời gian được tạo ra trong quá trình di chuyển của các vật thể lớn sẽ là tương lai của ngành thiên văn học. Chúng ta có lý do để tin rằng thời đại hoàng kim của vật lý thiên văn sóng hấp dẫn chỉ mới bắt đầu. Chúng ta sẽ sớm chứng kiến thêm nhiều bước nhảy vọt trong hiểu biết của loài người về thế giới tự nhiên. Và để hiểu sâu hơn, chúng ta cần hiểu về vật chất quark. Bên trong các ngôi sao, neutron có thể là hạt nhân mì sợi, trạng thái vật chất khác thường, bao gồm các hạt giữ nguyên tử, gọi là các hạt quark. Qua dữ liệu mới từ phân tích các sóng hấp dẫn, hình thành trong quá trình va chạm các sao neutron cho thấy, lõi của các sao neutron nặng đậm đặc đến mức hạt nhân nguyên tử ngừng tồn tại, tập trung thành vật chất quark. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nhận biết những đối tượng cực đoan. Các ngôi sao neutron thật sự là những ngôi sao chết, bao gồm phần còn lại của những ngôi sao nặng với khối lượng bằng 8 đến 30 lần khối lượng mặt trời. Khi những ngôi sao này bùng nổ thành siêu tân tinh, phần lớn khối lượng của chúng bị ném vào vũ trụ, còn lõi suy sụp thành vật thể đậm đặc. Proton và điện tử trong các nguyên tử bị ném thành neutron và neutrino. Các hạt neutrino chạy vào vũ trụ, để lại các neutron dưới áp suất cao. Các neutron liên kết với nhau, tạo thành ngôi sao với nhân đặc, gọi là hạt nhân mì sợi. Các nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng, dưới nhiệt độ và áp suất đủ lớn, các neutron còn phân rã thành quark, tạo ra một loại vật chất gọi là subquark. Tuy nhiên, rất khó để xác định cái gì có ở bên trong ngôi sao neutron. Sự va chạm Z-Lovell U-170817 từ tháng 8 năm 2017 là va chạm thu hút sự chú ý của các nhà thiên văn học bởi vì cách mà hai ngôi sao thay đổi khi tiến đến gần nhau có thể tiết lộ thêm nhiều chi tiết về cấu trúc bên trong của chúng. Nhóm nghiên cứu của nhà vật lý lý thuyết Alexei Warinen phát hiện ra rằng các ngôi sao neutron có khối lượng bằng ít nhất 2 lần khối lượng mặt trời, thể hiện các đặc điểm cho thấy sự hiện diện của lõi vật chất quark. Việc phát hiện vật chất quark trong các ngôi sao neutron có thể giúp các nhà khoa học hiểu nhiều hơn về giai đoạn non trẻ nhất của vũ trụ. Các nhà khoa học cho rằng, trong vài micro giây sau vụ nổ lớn, được gọi là kỷ nguyên quark, vũ trụ được lấp đầy bởi dạng subplasma quark, gluon nóng bỏng. Vậy thì hạt quark có phải là trạng thái nhỏ nhất của vật chất hay không? Và thứ nhỏ nhất trong vũ trụ là gì? Con người đã tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi này trong một thời gian dài. Trước đây, họ tưởng rằng hạt cát là viên gạch cấu thành nên tất cả những gì xung quanh chúng ta. Để rồi sau đó nguyên tử được khám phá và họ cũng lầm tưởng rằng những hạt này không thể chia nhỏ ra được nữa cho đến khi proton, neutron và electron được tìm thấy trong nó. Những hạt này cũng được tưởng chừng như là những hạt cơ bản nhất rồi, thì các nhà khoa học tìm ra rằng mỗi proton và neutron được hình thành từ 3 quarks. Nhà vật lý Andy Parker hoài nghi, lần này chúng ta chưa thể tìm được bằng chứng về những thứ bên trong quark. Như vậy có nghĩa là chúng ta đã chạm đến mức cơ bản nhất của vật chất chưa? Và thậm chí nếu quark và electron có thể chia ra được, các nhà khoa học cũng không nói rằng chúng là những phần nhỏ nhất của vật chất hoặc liệu vũ trụ còn chứa những thứ nhỏ hơn nữa. Theo thí nghiệm cho thấy, các hạt vô cùng bé như quark và electron biểu hiện y hệt như một chất điểm mà không có phân bố không gian. Nhưng chất điểm làm cho các lý thuyết vật lý rối rắm hơn nhiều bởi vì một vật có thể tiến gần vô hạn đến một chất điểm và các nhà khoa học rất ghét. Có một ý tưởng gọi là lý thuyết siêu dày có thể giải quyết vấn đề này. Lý thuyết này tiên đoán rằng tất cả các hạt thay vì giống như chất điểm, thực chất là một vòng dây nhỏ. Không có thứ gì có thể tiến gần vô hạn tới vòng dây bởi vì nó sẽ luôn gần hơn một phần của vòng dây hơn các phần khác. Ý tưởng này khá lôi cuốn các nhà vật lý vì các vòng đó có thể giải quyết được vấn đề về vô hạn. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn chưa có bằng chứng thực nghiệm nào để chứng thực được lý thuyết dây. Một cách khác để giải quyết vấn đề này đó là nói rằng bản chất không gian không liên tục mà nó cấu thành từ các hạt rời rạc. Ý tưởng này thường được ví như là bọt không thời gian. Trong trường hợp đó, hai hạt không thể nào lại gần vô hạn bởi vì ít nhất thì chúng luôn bị tách biệt một khoảng bằng kích thước của hạt không gian. Một ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu nhỏ nhất trong vũ trụ là điểm kỳ dị tại trung tâm của hố đen. Hố đen được hình thành khi vật chất được nén lại nhỏ đến mức mà lực hấp dẫn chiếm ưu thế và kéo vật chất vào trong
để rồi cuối cùng nén lại thành một điểm có khối lượng riêng vô hạn. Nhưng hầu hết các chuyên gia không nghĩ rằng hố đen có khối lượng riêng vô hạn. Họ cho rằng vô hạn là sự mâu thuẫn giữa hai lý thuyết thống trị hiện nay là thuyết tương đối rộng và cơ học lượng tử, và chỉ khi một lý thuyết lượng tử hấp dẫn được hình thành thì ta mới biết được bản chất thực sự của hố đen. Hoặc cũng có thể là độ dài Planck, siêu dây, điểm kỳ dị và thậm chí hạt vũ trụ đều có thể nhỏ đến độ dài Planck 1,6 x 10 mũ trừ 35 m, một con số vô cùng nhỏ. Độ dài Planck nhỏ hơn rất nhiều so với khả năng đo của bất kỳ một máy móc nào hiện nay. Theo lý thuyết, nó là giới hạn của độ dài bé nhất. Theo nguyên lý bất định, không một thiết bị nào có thể đo được những thứ nào nhỏ hơn, bởi vì trong khoảng đó, vũ trụ hoàn toàn ngẫu nhiên và vô định. Đây cũng là ranh giới giữa cơ học lượng tử và thuyết tương đối rộng. Nhà vật lý Andy Parker nói, nó tương ứng với khoảng cách mà tại đó trường hấp dẫn mạnh đến mức mà nó có thể làm những điều điên rồ như tạo ra hố đen từ năng lượng của trường hấp dẫn. Tại độ dài Planck, chúng tôi tin rằng thuyết lượng tử về hấp dẫn sẽ kiểm soát. Có lẽ rằng tất cả những thứ nhỏ nhất của vũ trụ sẽ gần như nhỏ bằng độ dài Planck.